Rồi ok, chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. Rồi ok, mình thua Yugi rồi các bạn, rồi anh Yugi giành đi trước. Rồi như mình nói đánh với Yugi mình đánh đơn thôi, tại vì mình không có chỉnh được bộ bài. Mình chấp nhận chơi dạng hardcore này luôn, nhưng mà có một điều là mình sẽ không có đánh ba gián được, tại nhiều khi nó sẽ lỗ các bạn thấy không, nhiều khi mình thắng gián mình thua lại hai gián, mà Yugi đánh ba gián dễ thua lắm, nhất là khi mà chúng ta không có bài tốt nữa. Giờ thế này sao chơi? À, hên quá phải ra như vậy đó, không vậy mới chơi được chứ. Cũng may Yugi chủ yếu là bài trap thôi, chứ ít bài mà nó bảy kiểu mấy cái phiên bản sau. Chơi với cây ba hay đặc biệt chơi rồi khá là căng. Rồi ok, mới 700 thì cũng không đáng gì đâu, nhưng mà giờ không công được. Giờ ra con nào không thấy lỗ hết trơn. Lấy được của anh của Yugi có 300 mà, nhưng mà thôi để ảnh đê đây nhiều quá nguy hiểm. Kêu con rồng mày ra cắn chết đi. À chết quên mất, đang bị cái kiếm này nó đang bị phong ấn nó quăng ra, giờ cho con này nó bắn tốn 100 điểm tào lao. Quên mất. I switch it to defense position. Giờ phải kiếm con nào có điểm thủ, dụ con à, con chuột cũng được, rồi quăng con này đánh tè con này mà cũng không được. Ờ đó phải có con này nè, ngon. Phá được con này mới chơi tiếp được. I switch it to attack position. Flip summon. À con này. The effect activates at the same time. Rồi ok không sao. À oh, no. Rồi ok, mình với Yugi đúng là tư tưởng lớn gặp nhau các bạn. Now, I'll set a card. Ây da. End my turn. Thế thì quăng con này ra thử. Trap hole. You're going to activate a spell card? Xin lỗi ông anh nha. Gọi con này ra luôn, tội gì không kêu. What? Rồi, chơi. Not bad. Con này mà dở lên rồi, thật ra con này để mình bắn hay hơn là mình dở các bạn. Tại nhiều lúc nó dở lên rồi mình lượt sau nó bị bắn phá là không biết bao nhiêu máu luôn. Ê trời ơi. À hên quá không sao, có một con không sao. I end my turn. Rồi ok, đấu sức thì mình đấu được. Rồi thế trận đang cân bằng, à, hay quá. Chơi. Rồi ra bài gì được nè. Ra được lá fusion nữa, ngon, gọi con rồng thép ra luôn. My spell card. Gì đây? À rút 3 lá rồi bỏ 2 lá. Trời. Bỏ con đó hiểu. I end my turn. Anh Yugi không lấy được bài rồi. Ok, hơi quăng con này ra trước. Bắn. Now. I activate mirror force. Rồi ok, không nghĩ là ảnh có lá này. Tại giờ ba bản nó nói với nhau rồi, Yugi cũng có thể xài những cái bản, những lá của cái bản kia. À không dễ thế đâu. Để dành hai con này là để đợi ra lá fusion đó các bạn. Fusion á. Ồ một lá trap mà hả, ngon vậy. Rồi kéo của anh Yugi 1700 liền. Rồi em xin nhẹ 1700 thôi. Nó có chân bộ này bộ dần sức mạnh nha, nghi lắm, cầm 5 lá trên tay mà không ra lá nào nguy hiểm lắm á. Rồi trong lúc đó ra lá này luôn. Rồi anh Yugi còn 1000. Rồi ok, kéo phát nữa, còn ra bài là lật lá lên liền. Mà giờ Yugi ra được con thủ là mình cũng ngợp đó nha.
Không ra được bài à? À thế thì em xin phép kết thúc ạ. À cho em xin lá mới đi anh. Con nào cũng được, miễn mới là được rồi. Ồ, mới thật. Con này là con rùa lai với con hổ, mà đặc biệt là hệ thủy, công ngàn thủ ngàn rưỡi. Con này hệ thủy. con này ngộ nhé. Nó bài này dễ thương á các bạn. À rồi ok, mặc dù là lấy cái con này thì cái tính thực dụng của nó chắc là không có, thì nếu mà có thì dùng thì cũng chỉ dùng bên bản của Yugi thôi, chứ qua bản của Kaiba hay bản của Zoe là con này là phế. Thậm chí nó còn 4 sao, ví dụ con này 3 sao còn mình còn thấy nó có chút giá trị sử dụng, chứ nó mà 4 sao là mình thấy con này tào lao rồi đó. Rồi thôi ok, dẫu sao thì chúng ta cũng đã lấy được một lá bài mới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.